Như vậy là với chiến thuật cứ mỗi một câu dùng một quyền trợ giúp, bạn đã vượt qua được câu số 9. Vâng. Phần thưởng của bạn bây giờ là 14 triệu đồng. Vâng. Nếu vượt qua câu số 10, phần thưởng của bạn sẽ tăng lên 22 triệu đồng. Vâng. Nhưng bạn không còn quyền trợ giúp nào cả. Vâng. Lúc này bạn chỉ trông vào chính mình thôi. Vâng. Bạn đã sẵn sàng đến với câu số 10 chưa? Vâng, em đã sẵn sàng ạ. Vâng ạ. Vâng. Xin mời câu hỏi số 10. Vào ngày 2 tháng 9 năm 2022, Google thay ảnh đại diện bằng hình ảnh nào để chào mừng ngày Quốc khánh Việt Nam? Cờ đỏ sao vàng, chim lạc, cột cờ Hà Nội hay là cây tre? Xin mời bạn. Em nghiêng về phương án A, cờ đỏ sao vàng. Tức cờ là... đỏ sao vàng. Vâng. Vâng. Lại câu hỏi cũ, nghiêng bao nhiêu phần trăm? Lại vẫn là 70% ạ. 70%. Nhưng... Vâng. Vâng. Tuy nhiên bây giờ hơi khác một chút là không có quyền trợ giúp nào cả. Vâng, không ai củng cố thêm 30% còn lại. Vâng. Vâng. Và nếu bạn trả lời đúng, bạn sẽ lên 22 triệu đồng. Vâng. Và bạn có một tờ séc của chương trình. Vâng. Nhưng nếu sai thì nó sẽ về mức 2 triệu đồng. Tại thời điểm này thì bạn có thêm một lựa chọn nữa là có thể dừng cuộc chơi. Vâng ạ. Thì bạn sẽ giữ được 14 triệu nếu như bạn không cảm thấy một phương án nào chắc chắn cả. Vâng. Và mình vẫn có quyền được trả lời tiếp theo cho vui. Vâng. Vâng. Đấy, em nãy là vẫn phân vân phương án A, cửa đỏ sao vàng. Dù không muốn nhưng mà thôi em xin chọn cái phương án cuối cùng là dừng cuộc chơi ạ. Dừng cuộc chơi tại vâng, đây. Vâng. Vâng. Chúng ta dành cho bạn một tràng pháo tay. Nào. Hơi tiếc ạ. Bây giờ phần thưởng của bạn chắc chắn là 14 triệu đồng. Bây giờ bạn chọn đi. Bây giờ là chọn thoải mái rồi đúng không? Chọn cho vui, thoải vâng. mái. Vâng. Vâng ạ, giống như lúc này em nói thì em vẫn phân vân giữa tức là nghiêng về phương án A. Phương án A. Vâng. Và bạn sẽ chọn phương án A. Vâng ạ, nếu mà chơi tiếp thì là em chọn phương án A như vậy. Và lựa chọn của bạn hoàn toàn chính xác. Dừng cuộc đó chơi. Là lựa chọn dừng cuộc chơi. Vâng. Ấy. Vâng. Chứ còn phương án chính xác của câu này là phương án B, chim lạc, vâng chứ không phải là phương án A. Vâng. Vâng. Google đã sử dụng Doodle đặc biệt lấy cảm hứng từ loài chim thần thoại của người Việt cổ, đó là chim lạc, để chào mừng ngày Quốc khánh Việt Nam năm 2022. Vâng. Đây là thêm thông tin cho bạn. Vâng với ạ. Câu này thì gần như là nếu bạn dùng quyền trợ giúp thì phải là một người đã biết rồi, chứ kể cả như là Google chắc cũng sẽ khó có thông vâng. tin kiểu như này. Vâng, cái key khó chính xác ạ. Vâng. Nhưng không sao, bạn đã có một quyết định dù khó khăn nhưng rất chính xác, đó là dừng cuộc chơi. Vâng ạ. Bạn sẽ ra về với phần thưởng 14 triệu đồng. Vâng ạ. Và chúng ta cũng được thử sức ở câu số 10 rồi. Vâng ạ. Và rất may là mình đã dừng cuộc chơi, chứ mình mà tiếp tục thì bây giờ là mình về mức 2 triệu. Vâng, thì lại hơi vâng ít một chút. Vâng ạ. Vâng. Cảm ơn bạn rất nhiều đã đến với chương trình ngày hôm nay. Dạ vâng, vâng ạ. Em cảm ơn chương trình ạ. Vâng ạ. Em về bên kia. Vâng. Cảm ơn bạn. Vâng ạ. Chúng ta chia tay với bạn Hằng. Bạn ra về với phần thưởng 14 triệu đồng và ngay sau đây chúng ta sẽ gặp gỡ với người chơi tiếp theo của chương trình ngày hôm nay, bạn Đào Việt Bách đến từ Hưng Yên. Xin mời. Xin chào bạn. Chào bạn. Xin chào các quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Ai là Triệu Phú. Tôi tên là Đào Việt Bách, 28 tuổi, đến từ Hưng Yên và rất là vui hôm nay được đến tham gia chương trình và hy vọng sẽ trở thành triệu phú của chương trình ạ. Vâng, bạn chỉ cần qua được câu số 5 thành triệu phú rồi. Dạ. Vâng. Và sau đây xin mời bạn lên ghế nóng. Bạn Bách hiện nay đang là một nhân viên làm về nhân sự đúng không ạ? Dạ vâng ạ, em vâng. hiện tại thì đang công tác tại phòng tuyển dụng và thu hút nhân tài của công ty FPT Software. Vâng, tôi với bạn chính ra là làm cùng tập đoàn. Tôi dạ. làm bên Telecom, còn bạn làm bên Software đúng không ạ? Dạ vâng, vâng. Công việc của một người làm trong ngành nhân sự thì đòi hỏi những tố chất như thế nào? Em nghĩ là với một người làm nhân sự thì cái tố chất mà quan trọng nhất thì là thấu hiểu con người. Thấu hiểu con người? Vâng, nghĩa là có những cái năng lượng để mình có thể kết nối con người và vâng. tìm kiếm, nghĩa là với như vị trí của em thì làm trực tiếp liên quan đến tuyển dụng là một mảng trong nhân sự vâng. thì sẽ là cần tuyển những bạn để có thể là vào những cái vị trí phù hợp tại công ty ạ. Bạn có một thói quen rất đáng yêu đó là hay mua hoa và hay cắm hoa tặng đồng nghiệp. Bạn hay vâng. tặng các đồng nghiệp như thế nào thì bạn hay được bạn cắm hoa tặng? Thực ra thì em mỗi tuần ấy, thì đầu vâng. tuần thứ hai và thứ ba đó thường là đầu tuần thì em sẽ mua một bó hoa rất là to. Vâng. Em đến cắm và tặng cắm là rất nhiều những cái lọ nhỏ và sau đó đặt lên trên bàn cho các anh chị em đồng nghiệp ở trong team, trong phòng của em. Vâng. Và em coi như đến một món quà để tặng mọi người, để cho tất cả mọi người sẽ có một cái năng lượng thật là tích cực vâng. bắt đầu một cái tuần làm việc hiệu quả. Và vâng. thực ra là khi mà ngồi làm việc máy tính rất là nhiều ấy, thì trước mặt mình có những cái bông hoa xinh đẹp thì nó cũng tiếp đến rất là nhiều năng lượng cho bản thân ạ. Vâng. Tôi chỉ có thói quen mua hoa vào ngày rằm mùng 1 chứ không có thói quen lãng mạn như bạn. Tôi cũng phải học hỏi bạn nhiều. Vâng. Hôm nay bạn đến chơi với chương trình cùng với ai ạ?
Dạ em đến chơi cùng một người em học cùng tại Đại học Bách khoa Hà Nội, đó là bạn Vũ Đăng Tình ạ. Vâng, xin chào bạn Tình ạ. Vâng, em xin chào anh Dũng ạ, cùng các quý vị khán giả đang có mặt trong trường quay ngày hôm nay cũng như tất cả quý vị khán giả đang theo dõi trên sóng truyền hình ạ. Vâng. Em tên là Vũ Đăng Tình ạ. Hôm nay em cũng rất vui mừng được đồng hành cùng anh Đào Việt Bách ạ. Chúc anh Bách sẽ luôn bình tĩnh ạ, tự tin và gặp nhiều may mắn để giành chiến thắng trong trình ngày hôm nay ạ. Cảm ơn bạn Tình, lần nữa bạn sẽ xuống đây để trợ giúp cho người chơi của chúng tôi dưới này. Dạ vâng. Cảm ơn bạn. Rồi. Bạn Bách thân mến, sau đây mình sẽ thông qua bạn luật chơi của chương trình. Chương trình của chúng ta có tất cả 15 câu hỏi. Trong đó có 3 mốc quan trọng là mốc 5, mốc 10 và mốc 15. Bạn sẽ có 3 quyền trợ giúp, đó là 50-50, gọi điện thoại cho người thân, hỏi ý kiến bạn Tình ở trên khán đài. Và kể từ câu số 6, bạn sẽ có thêm một quyền trợ giúp, đó là hỏi ý kiến hai nhà thông thái. Ngày hôm nay chúng ta có sự trợ giúp của hai nhà thông thái là nhà báo Vũ Quỳnh Hương và siêu trí tuệ Việt Nam Hà Việt Hoàng. Chúng tôi xin phép được kết nối cùng với hai nhà thông thái ạ. Xin chào hai nhà thông thái ạ. Vâng. Xin chào người chơi, xin chào MC và khán giả chương trình. Vâng, xin giới thiệu với Bách, bạn Hoàng kia là một đối tượng bạn có thể đưa vào hạng mục tuyển dụng của bạn. Thực bạn ra này thì... cũng học về IT. Vâng, thực ra em với Hoàng thì có quen nhau ạ. Có quen nhau. Dạ vâng. Vâng. Đúng là thực ra hôm nay cũng là một cái duyên, tại vì là em với anh Bách thì cũng có quen nhau từ trước, cũng có nói chuyện với nhau một vài lần. Vâng, lúc nào bạn Hoàng nói là cái duyên của bạn ấy, nhưng mà tôi thấy bạn đã quen với lại 3/4 người chơi của chương trình Hay Là Triệu Phú. Vâng. Tỷ lệ người chơi là các cựu sinh viên của Đại học Bách khoa là quá lớn, và tôi cho rằng đây không thể là một yếu tố may mắn được. Các nhà thông thái cứ sẵn sàng, lúc nào người chơi của chúng tôi nhờ đến thì nhờ hai nhà thông thái hỗ trợ. Vâng. Xin cảm ơn hai nhà thông thái ạ. Rất là hy vọng thì sẽ nhận được sự hỗ trợ giúp đỡ của chị Hương cũng như là Hoàng, và hy vọng là qua trường hôm nay thì tỷ lệ trả lời đúng của hai nhà thông thái sẽ cao lên đến 100% luôn ạ. À vâng, cái đấy đương nhiên là bạn yên tâm đi. Chúng tôi lúc nào cũng nghĩ là 100%, còn nó đúng hay không thì chúng tôi chưa biết. Vâng. Xin cảm ơn hai nhà thông thái ạ. Mọi thứ sẵn sàng rồi, bạn sẵn sàng chưa? Dạ em đã sẵn sàng ạ. Vâng ạ. Thưa quý vị, khi người chơi của chúng ta sẵn sàng thì chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm ai là triệu phú. Xin mời câu hỏi đầu tiên. Loài nào sau đây sống trong môi trường biển? Lợn, mán, bò, tót, gà, tre hay là bạch tuộc? Xin mời bạn. Đáp án cuối cùng của em là D, bạch tuộc ạ. Bạch tuộc, hoàn toàn chính xác, thì chúc mừng bạn. Xin mời câu hỏi số 2. Gió bấc trong câu ca dao "Đêm qua gió bấc mưa dầm" là tên gọi khác của loại gió nào? Gió mùa đông bắc, gió mùa tây nam, gió nam hay là gió tây? Xin mời bạn. Đáp án cuối cùng của em là gió mùa đông bắc ạ. Gió mùa đông bắc, hoàn toàn chính xác, thì chúc mừng bạn. Xin mời câu hỏi số 3. Môn thể thao nào sau đây có vật thi đấu chính khác với các môn còn lại? Cầu lông, bóng đá, bóng chuyền hay là bóng ném? Xin mời bạn. Đáp án cuối cùng của em là A, cầu lông ạ. A, cầu lông, hoàn toàn chính xác, thì chúc mừng bạn. Xin mời câu hỏi số 4. Hộ chiếu Việt Nam có thể dùng để đi du lịch bằng máy bay đến quốc gia nào sau đây mà không cần xin visa, thị thực? Nhật Bản, Singapore, Hàn Quốc hay là Trung Quốc? Xin mời bạn. Đáp án cuối cùng em là Singapore. B, Singapore, hoàn toàn chính xác, xin chúc mừng bạn. Xin mời câu hỏi số 5. Trong hóa học, các chất như thế nào được gọi là khan? Nguyên chất, không tan trong nước, không chứa nước hay là có tính ăn mòn? Xin mời bạn. Lựa chọn cuối cùng của em là C, không chứa nước ạ. C, không chứa nước, hoàn toàn chính xác, xin chúc mừng bạn. Vâng,